tổng cục khí tượng thủy văn đã tập hợp tất cả các bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên bản đồ địa hình các sườn dốc các phong hóa để cố gắng đưa ra bản đồ cảnh báo chi tiết hơn so với các bản tin cập nhật theo ngày Hiện bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất đã được gửi về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, tổng cục đề nghị các đài khí tượng thủy văn tỉnh hướng dẫn các địa phương sử dụng bản đồ này để kịp thời tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sử dụng bản đồ phục vụ công tác ứng phó cơn bão số 13.